Xin chào tất cả các bạn. Cách thoa lại kem chống nắng như thế nào sẽ đúng cách? Ngày nay Mỹ Duyên rất là vui bởi vì chị em phụ nữ chúng ta ý thức được cái vấn đề là phải sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da của chúng ta trước cái tác hại của tia tử ngoại. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều người ý thức được là trong ngày chúng ta phải sử dụng từ 2 đến 3 lần kem chống nắng để nó bảo vệ an toàn cho da của chúng ta. Nhưng mà đâu đó cũng có nhiều người quan điểm rằng là mỗi ngày chúng ta làm việc trong văn phòng điều hòa mát mẻ thì chỉ cần là một lần là đủ. Nhưng mà các bạn biết rằng là đối với cái tia tử ngoại thì chiếu vào da của chúng ta hàng ngày, mặc dù là các bạn ngồi văn phòng điều hòa mát mẻ hoặc là trời mưa và trời râm mát, tuy nhiên thì cái tia tử ngoại nó vẫn có thể chiếu xuyên qua được những cái tòa nhà cao tầng, chiếu xuyên qua được những cái đám mây. Vì vậy nó vẫn chiếu xuống da của chúng ta, nó sẽ gây ra các cái vấn đề về sạm nám tương lai, gây nên các cái vấn đề về lão hóa sớm. Với những chị em nào mà đang bị nám hay tàn nhang thì cái việc mà sử dụng kem chống nắng không đều đặn, không đầy đủ, không đủ lượng thì nó sẽ làm cho cái tình trạng nám hoặc là tàn nhang nó trở nên trầm trọng hơn theo thời gian. Vì vậy cho nên là chị em mà muốn sở hữu cho mình một cái làn da luôn luôn trẻ đẹp, giảm thiểu được những cái nếp nhăn rồi ngăn ngừa những cái vấn đề về nám sạm trong tương lai thì chị em hãy sử dụng kem chống nắng đầy đủ. Vì vậy trong cái video này Duyên sẽ hướng dẫn cho chị em chúng ta cái cách nào để chúng ta có thể thoa lại kem chống nắng mà nó không làm cho cái làn da của chị em trở nên quá dày hay là chị em sợ nó bị bít tắc lỗ chân lông gây mụn cho chị em. Vì vậy cho nên là chị em nhớ xem hết cái video này. Cái yếu tố đầu tiên thì tại sao mà chị em chúng ta nên đánh lại cái kem chống nắng trong ngày, mặc dù là buổi sáng sau khi mà ngủ dậy chúng ta làm sạch da rồi sau đó chúng ta dưỡng da rồi chúng ta dùng chống nắng rồi. Và công việc của chúng ta là Duyên biết một số người làm việc tại văn phòng thì chúng ta luôn luôn làm việc trong một cái môi trường mát lạnh nè, rồi thoải mái. Tuy nhiên thì các bạn cũng biết rằng là cái tia tử ngoại nó có thể chiếu xuyên qua được những cái tòa nhà cao tầng. Vì vậy cho nên cái việc mà sử dụng kem chống nắng một lần trong ngày là không đủ. Vì vậy cho nên là các bạn nhớ rằng là mình phải sử dụng lặp lại kem chống nắng trong ngày để giúp bảo vệ làn da của mình được an toàn trước cái tia tử ngoại. Và cái kem chống nắng á, nó chỉ có tác dụng hữu hiệu trong làn da của mình từ 2 đến 3 giờ sau khi mình sử dụng thôi. Cho dù là chỉ số mọi người chọn chỉ số SPF hoặc là PA nó có cao cỡ nào thì cái thời gian mà chị em chúng ta được bảo vệ an toàn trước cái tia tử ngoại nó chỉ là 2 đến 3 giờ. Và bây giờ thì Duyên sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn rằng là những cái cách để chúng ta có thể đánh lập lại kem chống nắng nó an toàn cho làn da của mình. Đầu tiên Duyên thấy có rất là nhiều quan điểm là nói rằng là khi sử dụng lập lại kem chống nắng, tức là chẳng hạn như là buổi sáng mình đánh vào lúc 7 giờ kém, rồi sau đó 7 giờ mình đi làm thì khi mà mình đánh lại tầm 10 giờ, 11 giờ trưa mình đánh lại thì các bạn nên tẩy trang. Vì Duyên biết có một số cái quan điểm hoặc là bài viết họ hướng dẫn như vậy, nhưng mà quan điểm của Mỹ Duyên và bản thân Mỹ Duyên dùng ở trên da của mình, và Duyên cũng đã hướng dẫn cho hàng ngàn khách hàng của mình ấy, bởi vì Duyên đang có một cái chuỗi spa mà cho nên là Duyên có rất là nhiều khách hàng. Và khi mà Duyên hướng dẫn cái cách là gì, không cần phải tẩy trang khi mà chúng ta đánh lặp lại kem chống nắng, thì Duyên thấy rằng là không có ai mà phàn nàn rằng là sử dụng cái cách đó da nó lên mụn cả. Cái chính là cái mà bạn phải chọn lựa cái loại kem chống nắng nào mà nó lỏng, kết cấu mỏng nhẹ để nó dễ thở cho da, để nó không làm bít tắc lỗ chân lông thôi. Cho nên là cái quan trọng nhất là mình phải lựa chọn kem chống nắng nào. Còn cái lời khuyên rằng là trước khi sử dụng lặp lại kem chống nắng là phải tẩy trang thì Duyên thấy cái quan điểm này Duyên không có đồng ý. Bởi vì là nếu mà da của chúng ta mà một ngày chúng ta sử dụng lặp lại 3 lần kem chống nắng mà chúng ta đi tẩy trang hết 3 lần thì các bạn biết rằng là trong những cái sản phẩm tẩy trang thì nó sẽ chứa rất là nhiều những cái loại như là xà phòng hoặc là nó chứa những cái loại là chất tẩy trong đó, thì nó mới giúp làm sạch những cái lớp kem chống nắng trước đó. Và nếu mà chúng ta cứ làm như vậy thì làn da của các bạn sẽ bị khô róc, sẽ bị mất nước, sẽ bị sần sùi. Vì vậy cho nên là các bạn chỉ cần lấy một lượng vừa đủ và đánh lặp lại, đánh chồng lên cái lớp đầu tiên trên da là được. Và lưu ý rằng là cái thao tác nhẹ nhàng, bởi vì khi mà mình đã đánh lặp lại ở dưới cái lớp da của mình nó đã có một cái lớp chống nắng rồi, mà mình đánh mình chà sát, mình xoáy xoắn ốc nhiều quá thì nó có thể nó sẽ bị vón cục cái lớp kem chống nắng đó. Cho nên là bạn lưu ý rằng là thao tác mình chủ yếu là mình chấm đều, sau đó mình vỗ nhẹ và sau đó mình tán nhẹ ra, thì làm sao mà da mình nó vừa phủ một cái lớp mỏng kem chống nắng trên toàn bộ
cái khuôn mặt của mình là nó đã bảo vệ an toàn cho da của mình. Bạn không nên tẩy trang quá một lần trên một ngày. Thường thì khách hàng của Mỹ Duyên thì Duyên chỉ có hướng dẫn cho các chị ấy rằng là buổi sáng thì dùng sữa rửa mặt bình thường hoặc có ngày không dùng sữa rửa mặt, nhưng buổi tối thì sử dụng tẩy trang, sau đó sử dụng sữa rửa mặt, rồi sau đó mới có thể tẩy da chết hoặc là dưỡng da ấy. Cho nên là tẩy trang thì Duyên chỉ hướng dẫn cho các bạn ấy chỉ sử dụng một lần vào buổi tối thôi. Còn khi sử dụng lặp lại kem chống nắng thì bạn không nên sử dụng cái sữa tẩy trang hoặc là kem tẩy trang, như vậy nó sẽ làm khô da, nó sẽ làm cho da bạn bị mất nước này, bị dễ kích ứng này ấy. Cho nên là bạn phải lưu ý và bạn sẽ cảm nhận được là mình nói như vậy nó có đúng hay không, thì như vậy bạn mới làm theo ha. Một cái điều nữa mà Duyên muốn chia sẻ đó là gì, khi mà bạn thoa kem chống nắng á, thì tầm khoảng 2 đến 3 tiếng là bạn nên thoa lại cho da. Bởi vì là khi mà bạn thoa lại như vậy á, thì nó sẽ bảo vệ cái da của bạn, giảm thiểu những cái tác hại của tia tử ngoại. Thì giống như hồi nãy Duyên có nói rằng là cái tia tử ngoại khi mà nó tác động xuống da thì nó gây ra rất là nhiều những vấn đề trên da, nặng nhất đó là ung thư da. Còn bình thường thì nó có thể gây ra vấn đề về lão hóa sớm, tạo những cái nếp nhăn, rồi xuất hiện những cái đốm nám da, tàn nhang đồi mồi ở trên da của bạn, làm cho da bạn không đều màu, mất thẩm mỹ, và có thể là bạn sẽ cảm nhận được cái điều đó luôn, tức là mình sẽ thấy mình là già đi trước tuổi rất là rõ rệt ha. Đó là cái việc mà mình thoa lặp lại 2 đến 3 tiếng là phù hợp. Một cái điều nữa đó là gì, cái lượng kem chống nắng bạn lưu ý rằng lấy vừa đủ thôi, mình không nên lấy quá nhiều mà mình cũng không nên lấy quá ít. Vậy thì vừa đủ là bao nhiêu, tức là khoảng một đồng tiền xu nhỏ. Bởi vì là nếu mà bạn lấy quá nhiều, bạn bôi nhiều nó dày trên da thì chắc chắn nó sẽ gây bí, nó sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, nó sẽ gây dày cho da bạn. Còn trường hợp mà bạn lấy vừa đủ thì bạn vừa thoa một cái lớp mỏng, một cái làn, một cái màng bảo vệ mỏng trên da, thì như vậy nó sẽ tránh cái hiện tượng bít tắc lỗ chân lông mà nó vẫn bảo vệ làn da của bạn an toàn trước tia tử ngoại. Còn trường hợp mà bạn lấy quá ít đi thì bạn thoa thì nó sẽ có là gì, chỗ thì đều, chỗ thì ít, chỗ thì thiếu, cho nên nó sẽ làm cho da bạn một thời gian sau nó sẽ không đều màu. Nhiều người nghĩ rằng là ồ, hôm nay tôi dùng chống nắng sao mà 1-2 tuần sau tôi thấy da tôi chưa sáng. Cái việc mà sử dụng kem chống nắng nó là việc sử dụng thường xuyên năm này qua năm nọ, chứ không phải là bạn sử dụng xong rồi bạn thấy tuần sau 2 tháng sau bạn thấy bạn mong muốn da bạn trắng. Cái kem chống nắng nó chỉ giảm cái tác hại của tia tử ngoại chiếu trên da của mình thôi, cho mình phải phân biệt rõ cái vấn đề đó. Một cái điều nữa là gì, khi mà thoa kem chống nắng thì bạn lưu ý rằng là mình sẽ tập trung thoa đều và thoa kỹ ở vùng mặt. Ngoài ra thì bạn cũng lưu ý rằng là ở cái phần cổ và phần cánh tay rất là quan trọng. Chẳng hạn như Mỹ Duyên ngồi nói chuyện ở đây, bạn có thấy rằng là mình mặc áo thường là nó sẽ bị lộ cái phần cổ ra. Và khi mà Duyên thấy một số chị khi mà đến chăm sóc da tại trung tâm của Mỹ Duyên á, là có một cái làn da mặt rất là đẹp, bởi vì các chị đó chăm sóc kỹ cho da mặt của mình và hàng tuần đến để chăm sóc da mặt. Thì trong cái liệu trình chăm sóc da mặt nó có tẩy da chết nè, nó có xông hơi, nó có massage kích thích các cái huyệt đạo ở trên da, kích thích máu lưu thông, làm cho da của các chị đó trở nên mịn màng và cảm thấy rằng là nhìn nó rất là mướt và nó săn chắc. Tuy nhiên thì khi mà nhìn xuống cái vùng da cổ thì Duyên thấy có một điều rằng là da cổ không bảo vệ tốt, cho nên là nó xuất hiện nhiều đồi mồi ở cái phần chữ V này. Đồi mồi rất là nhiều ha, da nó có phần sần và nhìn nó lão hóa, nhìn nó rất là mất thẩm mỹ. Cho nên là ngoài cái vấn đề là sử dụng kem chống nắng cho da mặt thì chị em chúng ta lưu ý rằng là hãy sử dụng kem chống nắng cho da cổ và da tay để bảo vệ hai cái vùng da này. Một cái lưu ý nữa đó là gì? Khi mà chị em thoa kem chống nắng thì nhiều người thắc mắc rằng là chúng ta nên thoa trước hay là sau cái lớp trang điểm, đúng không? Và Duyên thấy rằng là nhiều người á là khuyên rằng là chúng ta nên thoa sau lớp trang điểm, bởi vì kem chống nắng là một cái lớp kem bảo vệ da chúng ta, cho nên cái lớp bảo vệ lúc nào nó cũng ở ngoài cùng của da là phù hợp nhất. Tuy nhiên ấy thì là theo các cái chuyên gia da liễu thì Duyên làm việc trong cái lĩnh vực này, Duyên gặp rất là nhiều những cái người mà bác sĩ da liễu nước ngoài cũng có, rồi ngay cả những cái chuyên viên của Mỹ nè, rồi Duyên làm hãng nào thì Duyên sẽ tiếp xúc và Duyên được họ hướng dẫn về những cái cách thoa kem như thế nào, họ rất là kỹ. Vì vậy cho nên là Duyên có học được rằng là mình thoa kem chống nắng mình nên thoa sau cái lớp kem dưỡng ẩm, rồi sau đó mình mới trang điểm lên trên. Bởi vì nhiều người á là nghĩ rằng là trang điểm xong rồi thoa kem chống nắng, như vậy nó sẽ bị lùa cái lớp
trang điểm đi, và nó làm cho cái lớp trang điểm nó không còn bao phủ trên bề mặt da một cái lớp mỏng mịn nữa, mà nó sẽ làm cho bị rửa, bị vữa cái lớp trang điểm, bị bể cái lớp trang điểm nó đi, cho nên nó làm cho cái lớp trang điểm nó không được đẹp. Vì vậy cho nên bạn hãy thoa kem chống nắng rồi sau đó bạn mới trang điểm. Và trước cái lớp kem chống nắng đó là gì? Đó là serum hoặc là kem dưỡng ẩm vào buổi sáng bạn sử dụng ha. Kem dưỡng ẩm là một cái loại dưỡng chất để nó giúp nuôi dưỡng cái lớp biểu bì da của chúng ta nè. Đấy, nó giúp cung cấp HA, hyaluronic acid nè, niacinamide nè, vitamin C nè, thì nó phải được bôi trực tiếp lên da thì như vậy nó mới hấp thu dưỡng chất vào da. Còn nếu mà chúng ta thoa ngoài cái lớp kem chống nắng thì nó sẽ bị chặn bởi cái lớp kem chống nắng, thì bạn biết rằng là những cái dưỡng chất đó nó sẽ không có hấp thu vào da được. Vì vậy cho nên là nếu mà bạn đã từng đọc cái quan điểm rằng là hướng dẫn cho bạn là thoa cái kem dưỡng ẩm sau lớp chống nắng thì bạn phải xem lại như thế nào ha. Đã kem dưỡng ẩm thì phải bám trực tiếp vô da để nó nuôi dưỡng cái lớp biểu bì da. Còn nếu mà kem chống nắng mà bôi ngoài thì chắc chắn nó sẽ bị cản cái lớp kem chống nắng. Đây, duyên ví dụ như đây là kem chống nắng, đây là kem dưỡng ẩm đúng không? Thì khi mà mình đắp kem chống nắng lên, mình đắp kem dưỡng ẩm lên thì nó sẽ bị ngăn cản bởi cái lớp kem chống nắng này, làm sao nó vô bên trong để nó nuôi dưỡng da nữa. Cho nên đây là một cái quan điểm mà duyên thấy nó hơi trái, nên mọi người sử dụng tìm kiếm những cái thông tin, mọi người phải biết sàng lọc đâu là cái thông tin mà mình tin tưởng và đâu là một cái thông tin mà mình thấy nó đúng, thì khi đó mình mới làm theo, thì như vậy nó mới an toàn và nó đảm bảo cái hiệu quả cho mình. Đó là những cái cách mà chúng ta sử dụng cái lặp lại kem chống nắng trong ngày như thế nào để nó đảm bảo, nó khoa học và hợp lý, để nó không những làm cho da của chúng ta trắng sáng mịn màng, đạt được cái hiệu quả trong cái việc sử dụng kem chống nắng, mà nó còn giúp cho làn da của các bạn á, là không bị lên mụn này, không bao giờ bị bít tắc lỗ chân lông hay là bị bí da. Vì vậy cho nên là khi chúng ta làm một cái điều gì đó thì chúng ta hãy tìm hiểu rồi sau đó chúng ta sàng lọc cái thông tin và sau đó các bạn sẽ thực hiện, vì như vậy nó sẽ đảm bảo an toàn hơn cho làn da của các bạn. Vì vậy cho nên là Duyên xin chúc tất cả các bạn biết sử dụng những cái loại kem chống nắng rồi dưỡng da đúng cách để giúp cho da mình ngày càng đẹp hơn, để giúp cho chị em chúng ta trở nên tự tin hơn trong cuộc sống. Duyên xin hẹn gặp lại tất cả chị em chúng ta trong các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.